Chào các bạn, hôm nay cùng tìm hiểu tiến độ thi công các tòa nhà cao tầng của dự án Ecovin quận 7 mặt tiền đường Nguyễn Văn Linh đến đâu rồi. Trước mặt là dự án Ecovin quận 7 nằm phía bên kia đường Nguyễn Văn Linh, tòa khác đang hoàn thiện, các tòa khác thì thi công thô. Trên đỉnh mái tháp hoàn thiện đã gắn logo của chủ đầu tư rồi. Kiến trúc góc cạnh khá đẹp, hiện đại. Zoom to lên trên đỉnh mái thấy hoàn thiện cũng khá nhanh. Bên dưới là khối đế chưa hoàn thiện. Dự án Ecovin Sài Gòn có quy mô diện tích lên tới hơn 14 hectare, khu phức hợp căn hộ Ecovin Sài Gòn cao cấp trong tương lai không xa sẽ hình thành lên một dự án với đầy đủ các dịch vụ và tiện ích cao cấp hiện đại, sang trọng bậc nhất tại quận 7. Dự án này của chủ đầu tư, công ty Xuân Mai Sài Gòn, Ecovin gồm 7 tòa tháp có chiều cao 36 tầng và có một tòa tháp làm khách sạn 5 sao 69 tầng đầu tiên tại quận 7, có tên là Bắc Hai Ớt. Các tòa tháp ở đây có từ 2 đến 3 tầng hầm. Hiện giờ thì đã thi công đếm được 7 tòa căn hộ đang thi công thô, trong đó 2 tòa đang hoàn thiện, còn 5 tòa khác đang thi công phần thân, nhìn tổng thể rất hoành tráng. Còn tòa làm khách sạn 5 sao, 69 tầng, có thể nói cao nhất khu Nam Sài Gòn thì chưa thấy thi công gì cả. Dự án này thi công khu căn hộ vào đầu năm 2018, dự kiến hoàn thành bàn giao trong năm 2020 và năm 2021. Thấy tiến độ đẩy rất nhanh, đại công trường dự án Ecovin Sài Gòn luôn nhộn nhịp thi công ngày đêm. Ở đây có áp dụng 2 công nghệ xây dựng tiên tiến nhất hiện nay của tổng thầu EPC Xuân Mai là công nghệ bê tông dự ứng lực bán tiền chế và tấm tường Acotec. Tiến độ thi công tại dự án này được cải thiện rõ rệt, trung bình chỉ khoảng 5 ngày đã thi công xong một sàn. Tiến độ thi công rất ấn tượng, có thể so găng với tiến độ các dự án Vingroup. Các tòa nhà căn hộ được xây song song với đường Nguyễn Văn Linh, đường này gần khu công nghiệp nên xe container chạy nhiều hơn. Vị trí các tòa căn hộ nằm sâu vào bên trong, cách xa đường nên cũng rất đỡ ồn. Nhờ vào những tiện ích, hạ tầng giao thông có sẵn của khu đô thị kiểu mẫu Phú Mỹ Hưng, nhất là tuyến đại lộ Nguyễn Văn Linh, nên nhiều dự án cao tầng đang được phát triển mạnh dọc trục đường này. Vị trí có thể kết nối thuận lợi giữa các quận trung tâm của thành phố Hồ Chí Minh. Khu vực này tương lai cũng sẽ xây dựng nhiều dự án giao thông quy mô khá lớn như cầu Thủ Thiêm 3 và 4, cầu Bình Khánh nối quận 7 với Cần Giờ, mở rộng các tuyến đường khác. Trước đây khu đất do tập đoàn Hoàn Cầu sở hữu, tuy nhiên, họ đã bán dự án khu dân cư Tân Thuận Tây, phường Tân Thuận và Bình Thuận tại quận 7 cho công ty Xuân Mai Sài Gòn và đã được đổi tên thương mại là dự án Ecovin như hôm nay. Các tiện ích xung quanh dự án Ecovin được đánh giá thuận lợi. Các tòa tháp căn hộ cao 36 tầng, thiết kế dạng ba cạnh, tạo hình như những cánh quạt gió lớn. Lối thiết kế này thì 100% các căn hộ đều là các căn góc có hai mặt thoáng. Nổi bật tại dự án này là trung tâm thương mại dịch vụ khách sạn 5 sao với 69 tầng nổi, khách sạn Grand Hyatt, một biểu tượng mới của Nam Sài Gòn. Đây là phối cảnh tòa tháp 69 tầng, khối đê dành cho siêu thị Aeon Mall, các tầng trên là dịch vụ thương mại, khách sạn 5 sao. Nhìn phần thân hơi giống Landmark 81. Có sân đổ trực thăng trên tầng mái và 5 tầng trung tâm thương mại Aeon Mall. Riêng tại Sài Gòn thì Grand Hyatt là dòng sản phẩm thứ hai, sau khách sạn Park Hyatt tại công trường Lam Sơn. Tương lai sẽ là biểu tượng của thành phố cùng với tòa Biteco quận 1, Landmark 81 quận Bình Thạnh và tòa Empire City Thủ Thiêm quận 2. Dự kiến tòa 69 tầng này khởi công vào giữa năm 2020. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hãy bấm đăng ký và bấm vào cái chuông để cập nhật tin mới nhất.